Hello, xin chào tất cả anh em. Thì bữa nay mình sẽ cập nhật 15 dòng cá bé màu ở bên trại mình cho anh em xem ha. Và đặc biệt hơn á, là bữa nay mình sẽ khuyến mãi mỗi cái combo thì mình sẽ tặng cho anh em thêm một cặp nha. Đó, thì mình sẽ báo giá trực tiếp trên đây luôn. Và những cái dòng nào mà combo bao nhiêu cặp á, thì mình sẽ để là bấy nhiêu ha. Và có tặng kèm theo cho anh em ha. Đó. Rồi, cái dòng đầu tiên. Thì cái dòng đầu tiên là dòng Dumbo Big Air siêu ngắn nha anh em. Cái hàng này là hàng cực kỳ ngắn luôn. Thì do là hàng cũng giống như là hàng độc á anh em, nên là mình đi cho anh em là 150k một cặp ha. Còn anh em lấy combo 5 cặp á thì sẽ là 600k và tặng kèm thêm cho anh em một cặp nha. Đó, anh em thấy hai cái tờ bê nó rất là to và dài nha. Đó, tiếp theo là dòng HB Red Short Body. Thì cái dòng này là dòng nửa thân đen và con cá mái và con cá trống luôn. Anh em thấy nó cái body nó rất là ngắn luôn nha. Thì cái đây là mình quay ngang cho anh em xem về cái bộ màu của con cá á, nhưng mà khi nhìn từ trên xuống á thì con cá nó cực kỳ là ngắn luôn nha anh em. Nó ngắn không thua gì cái dòng vừa rồi mình quay cho anh em xem ha. Thì cái dòng cá này thì mình sẽ bán theo chio cho anh em. Chio đây là một trống hai mái nha anh em, là ba con ha. Đó, thì 60k trên một chio là một trống hai mái. Khi mà anh em mua 5 chio á thì sẽ còn giảm giá lại là 250k ha, và tặng kèm cho anh em thêm một chio nữa. Đó. Rồi, tiếp tục đó là dòng HB Gecko, HB Gecko Hormon nha anh em. Và hàng này là hàng vây to đua to. Hiện tại thì xây cá nó gần 3 tháng đó anh em. Đó, mình farm lên đâu đó cũng gần 3 tháng rồi, nên là cái xây cá vừa thích hợp để cho anh em mình ghép sinh sản ha. Thì đợt này mình vẫn bán với cái giá cũ cho anh em, nhưng mà đợt này cũng như là cuối tháng thì lâu lâu thì mình có một cái khuyến mãi cũng như là cuối tháng thì mình tặng thêm cho anh em chơi ha. Thì đây sẽ là 100k một cặp. Khi mà anh em mua combo 5 cặp á, thì cái giá nó sẽ được giảm lại và mình sẽ tặng kèm thêm cho anh em được một cặp nữa ha. Đó, thì anh em nếu như mà anh em mua đơn từ 500k trở lên á, thì bên mình vẫn hỗ trợ và miễn phí ship cho anh em nha. Đó, và thùng xốp nữa bên mình cũng hỗ trợ và miễn phí thùng xốp cho anh em ha. Anh em nào mà từng mua cá ở bên mình nhiều lần á thì anh em rất là hiểu về những cái cách giao dịch và cái cách khuyến mãi ở bên mình luôn, cũng như là cái chế độ bảo hành khi mà mình gửi cá đến tay anh em á, là anh em được quyền kiểm tra trước khi thanh toán cho shipper nha. Ở đây thì mình hỗ trợ ship code cho anh em. Đó. Rồi, tiếp tục đó là dòng Hắc Blue Finchy. Hàng này là hàng ghi bông tai bê bớm nha anh em. Hai tai bê khá là dài luôn và hai tai bê lên đen luôn. Thì cái dòng cá này dành cho anh em mình chơi hồ kính đó anh em. Hồ kính cũng như là mình nhìn ngang vậy nè thì nó sẽ đẹp hơn ha. Thấy toàn diện của con cá luôn. Rồi, tiếp tục đó là dòng Albino Full Gold ghi bông. Hàng này là hàng lên tai bê nha anh em. Lên tai bê khá là cao luôn. Hàng này là hàng mắt đỏ. Đặc biệt ở đây là mắt đỏ và cái thịt nó màu vàng. Cái dễ nó sáng hơn là loại mắt đen ha. Ở đây thì mình quay ngang cho anh em xem là thấy được cái con mắt nó là màu đỏ nha. Và cái bộ full gold ở bên mình á là nó thuần nha anh em, nó thuần mắt đỏ nha. Để ra là mình đảm bảo với anh em luôn là 100% là cá con nó sẽ mắt đỏ hết ha. Tại vì mình bán là cá thường chủng nha anh em. Cái này thì anh em mua combo 5 cặp á thì sẽ là 600k và tặng kèm thêm cho anh em được một cặp nữa ha. Thì đây là mình quay ngang cho anh em xem thôi, là anh em biết được là con cá nó full từ đầu cho tới đuôi nha anh em. Nó full hai bên phần thân, nó rất là vàng luôn. Còn đây là cái clip top view nè. Top view thì mình quay từ trên xuống cho anh em xem, thấy là hai cái tai bê nó lên khá là cao ha. Hiện tại thì cái tai bê nó lên được 70% và 80% nha anh em. Có những con nó lên tầm 90% luôn á, gần như là full nắp sành ha. Đó. Rồi, tiếp tục là dòng mà coi gen gen e. Thì cái hàng này là hàng đầu đỏ nha anh em, là trong một cái bộ gen của con coi gen e đẻ ra, nên là mình gọi là coi gen bộ gen của e ha, là kêu là gen e. Thì cái này mình sẽ bán theo combo cho anh em nha. Thì xây cá hiện tại nó cũng hơn 2 tháng rồi anh em. Thì anh em chơi một thời gian lâu dài á thì con cá nó sẽ bung và bự hơn hiện tại ha. Khi mà con cá nó đẻ được một lứa hai lứa anh em, là con cá nó sẽ to hơn là những cái xây lúc mà cá tơi ha. Thì mình bán cho anh em á là mình bán cá tơi, tại vì anh em về mua về sinh sản á là mình muốn bán cá tơi cho anh em về để đủ, còn đủ cái lượng trứng để mà sinh sản cho anh em mình chơi cá con á. Nên là mình chỉ bán cá tơi cho anh em thôi. Còn mà cá già, mà cá kiểu như xây cối á, xây cối là cái cá đó là không có thể nào mà làm giống được nha anh em, tại vì xây nó quá to rồi. Đó. Rồi, tiếp tục là dòng mà Green Mucco nha anh em. Green Mucco này thì nó có một cái màu xanh lá mạ. Khi mà anh em nuôi trên một cái nền đen á thì nó sẽ đẩy được cái tông màu con cá lên ha.
Và đặc biệt nữa mà anh em nuôi ở ngoài trời á, nuôi ở ngoài trời thì nắng trực tiếp nó gọi xuống á, nó sẽ đẩy được cái tông màu như clip mà mình quay cho anh em xem hiện tại ha, đã lên được cái đầu xanh và đuôi xanh luôn, rất là chất lượng nha. Cái này thì mình vẫn bán với cái giá cũ cho anh em là 50k một cặp, còn anh em bắt combo 5 cặp á thì sẽ là 200k, và tặng kèm thêm cho anh em được một cặp nữa ha. Đợt này thì những cái dòng cá nào ở bên mình thì mình đều tặng cho anh em được nha, khi mà anh em mua combo á thì mình vẫn tặng thêm cá cho anh em ha. À, còn đây là Dumbo tay to Platinum nha anh em. Đợt này mình lên cái tay B khá là to luôn, và cái body cực kỳ là chất lượng cho anh em mình làm giống luôn. Nếu mà anh em nào mà theo dõi cái kênh mình từ trước tới giờ á thì sẽ biết là cái đợt cá đợt này, cái Dumbo đợt này nè, là mình lên cho anh em thấy là cái tay B nó to hơn đợt trước nha anh em. Nên là mình đi cho anh em là 100k một cặp ha, và combo 5 cặp thì sẽ là 400k, tặng kèm thêm cho anh em được một cặp nữa. Thì đặt hãm clip vừa rồi á, là mình bán cho anh em là 70k một cặp, hàng đó là hàng tơ hơn. Nhưng mà anh em muốn mua những hàng tơ đó thì anh em liên hệ cho mình, thì mình vẫn có hàng để cung cấp cho anh em nha, và vẫn tặng cho anh em luôn. Cái đó thì rất là bình thường nha anh em, tại vì chạy mình lên một số lượng nhiều á, nên là tặng thêm cho anh em một vài cặp thì đó không phải là một cái vấn đề gì hết ha. Đó, nó rất đơn giản ở bên mình luôn đó. Rồi tiếp tục là full gold ghi bông full đắp sành, hàng này là hàng tay mới bóm nha anh em, full toàn thân toàn diện con cá ha. Thì này là con cá mắt đen đó, thì mình đi cho anh em là 120k một cặp, còn anh em lấy combo 5 cặp á thì giá sẽ là 500k, và tặng kèm thêm cho anh em được một cặp nữa nha. Đơn từ 500k trở lên thì bên mình sẽ miễn phí ship cho anh em ha, còn đơn nào mà dưới 500k á thì anh em phụ phí ship cho mình là 40k cho một đơn nha. Đó, anh em lưu ý là ở đây thì mình sẽ ship đơn từ 200k trở lên nha anh em. Đó, ship đơn từ 200k trở lên ha, phí ship thì sẽ là 40k trên một đơn, còn đơn nào mà anh em bắt đơn từ 500k trở lên á thì bên mình sẽ miễn phí ship cho anh em luôn. Đó, thì này mình nói cho anh em nào mà kiểu như chưa từng giao dịch ở bên mình á, thì mình nói cho anh em đó hiểu rõ về những cái giao dịch này khi mà anh em yên tâm để lên đơn ở bên mình ha. Rồi, tiếp tục là dòng Blue Saban Retail, hàng là hàng vây to đuôi to nha anh em, và cái màu nó cực kỳ là sạch luôn. Đợt này mình sẽ đao giá xuống cho anh em mình dễ tiếp cận hơn ha, là cái giá lẻ là 50k một cặp, còn anh em lấy combo 5 cặp á thì sẽ là 200k, mà mình vẫn tặng kèm thêm cho anh em được một cặp nữa nha. Hàng này thì anh em chơi hầu kính thì mình đảm bảo với anh em luôn, nhìn rất là chiêu nha anh em, nó bê cái đuôi nó bung rất là to, rất là đẹp luôn. Rồi tiếp tục là dòng mà thân trắng và vây đỏ đuôi đỏ nha anh em, là Yetgo Platinum ha. Yetgo Platinum này thì hiện tại mình còn có vài đôi thôi anh em, nhưng mà khi mà anh em mua combo 5 cặp á thì mình vẫn tặng cho anh em được một cặp ha. Đó, thì mình bán với cái giá lẻ cho anh em chơi là 90k một cặp, còn anh em bắt combo 5 cặp á thì sẽ là 400k, và tặng kèm thêm cho anh em được một cặp nữa nha. Hiện tại thì cá nó xây cũng gần đâu đó cũng 3 tháng nữa nè, là cái xe cá mà để trưởng thành để ghép sinh sản được nha. Đó, anh em mà muốn mua những cái dòng cá nào ở bên mình á thì anh em chụp cái màn hình nó lại, anh em gửi qua Zalo cho mình, hoặc là anh em gọi trực tiếp cho mình bằng cái số điện thoại ở trên góc phải màn hình cũng được nha, thì mình sẽ chốt đơn, hỗ trợ chốt đơn cho anh em và ship đến tận tay tận nhà cho anh em ha. Trong cái quá trình mà vận chuyển gửi đến tay anh em á thì bên mình sẽ bảo hành cá sống khỏe và đủ số lượng nha. Khi mà anh em nhận cá có vấn đề gì á thì cái đó ở bên mình sẽ hỗ trợ lại cho anh em 100% nha. Đó, rồi đây là cái dòng cá mà ở bên mình lúc nào cũng có để phục vụ cho anh em ha, là Get Blue Air 50k một cặp, còn anh em bắt combo 5 cặp á thì sẽ là 200k, tặng kèm thêm cho anh em được một cặp nữa nha. Xay cá hiện tại là tầm 2 tháng rưỡi nha anh em, xay cá để ghép sinh sản được nha. Đó, cái dòng cá này thì anh em nên nuôi cái nền màu đen hoặc là cái nền màu xanh á, thì nó sẽ đẩy được cái tông màu con cá lên cho anh em mình dễ ngắm hơn nha. Tất cả những cái dòng cá với màu luôn nha anh em, thì ngoài trừ con full gold ra thì anh em nên nuôi những cái nền màu tối cũng như là màu đen hoặc là màu xanh, thì nó sẽ hỗ trợ cái màu của con cá mình lên đẹp hơn đó. Còn anh em mà nuôi một cái nền trắng á thì nó sẽ bị tuột màu theo, nó bị nhạt theo cái màu nền luôn á nha anh em, trừ cái con full gold thôi, chỉ có con full gold là anh em nuôi được nền màu trắng hoặc là màu vàng ha. Đó, rồi cái dòng cá này là dòng cá Blue Thực Săn, là mình bán theo combo nha anh em, là 5 cặp 150k ha. Dòng cá này thì ở bên trại mình lúc nào cũng có để cung cấp cho anh em được nha. Dòng cá này cũng như là nó rẻ anh em, cũng như là nó rẻ và dễ nuôi á, nên là dành cho anh em mình tập chơi được nha. Rồi còn đây là cái dòng cá cuối cùng trong một cái clip ngày hôm nay, là dòng cá Dumbo Hormone BDS Short Body, hàng là hàng tiễn VIP ở bên trại mình nha anh em, số lượng không có nhiều ha.
Anh em thấy cái body nó rất là chất lượng nha. Và đặc biệt á, là cái vây nó to và cái đuôi nó hình chữ D, rồi cái đuôi tròn và bự luôn, và tay bê đậm ha. Và nó sọt body, nó ngắn body anh em. Cái body nó rất là lực luôn. Nên là cái hàng này là hàng tiễn VIP ở bên chạy mình. Nên là mình đi cho anh em là 500k một cặp ha. Anh em nào mà chuyên về chơi những cái dòng cá sọt và Hormone BDS nữa thì anh em đó sẽ đánh cái giá trị con cá này ha. Đó. Ok, thì anh em nào mà muốn mua những cái dòng cá nào ở với mình á thì anh em chụp hình hay là liên hệ qua cho mình ha. Mình sẽ hỗ trợ và chốt đơn cho anh em. Cảm ơn tất cả anh chị em mình đã theo dõi video của mình. Chúc tất cả anh chị em mình nuôi cá thành công nha.